Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong trang địa phương của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong 15 phút của chương trình, Trâm Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đến từ các huyện Tân Kỳ, Quỳnh Lưu và Quế Phong với các nội dung sau. Không khí sản xuất của các hộ làm mật mía ở huyện Tân Kỳ. Quỳnh Lưu phong phú các mặt hàng hải sản phục vụ Tết. Nhộn nhịp chợ vùng cao Quế Phong những ngày giáp Tết. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày Tết cổ truyền, mật mía không thể thiếu trong những gia đình ở xứ Nghệ. Từ làm các loại bánh cho tới nấu chè, làm kẹo hay chế biến thức ăn, không thể thiếu được mật mía. Hãy cùng chúng tôi đến với nghề làm mật mía ở huyện Tân Kỳ để cảm nhận được hết không khí sản xuất của bà con nơi đây. Thưa quý vị và các bạn, mật mía Tân Kỳ được khách hàng trong và ngoài huyện ưa chuộng bởi chất lượng thơm ngon, màu sắc đẹp. Trong các món ăn ngày Tết thì mật mía là một gia vị không thể thiếu được. Với cái hương vị đậm đà của mật mía sẽ tạo thêm cái ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền trong mỗi gia đình. Những ngày này, gia đình chị Trần Thị Tuyết ở xóm 7 xã Tân Hương đang chạy đua với thời gian để cho ra lò những mẻ mật thơm ngon nhất phục vụ bán Tết. Nghề ép mật chỉ diễn ra trong vòng 2 tháng, từ tháng 12 đến hết tháng 1 âm lịch. Công việc tuy vất vả nhưng bù lại nguồn thu nhập cao. Tết năm nay, gia đình chị xuất bán hơn 10 tấn mật, mang về nguồn thu hơn 100 triệu đồng. Chúng vào đầu tháng 12 âm lịch thì chúng tôi đã bắt đầu năm ép mía, ép mật để phục vụ cho nhân dân mật ăn. Xã Tân Hương hiện có 27 hộ tham gia sản xuất mật mía. Mỗi năm, các hộ xuất bán cho thị trường 316 tấn mật. Với giá thu mua như hiện nay là 16.000 đồng kg mật, thì mỗi năm mang về nguồn thu nhập từ 450 triệu đồng đến 500 triệu đồng. Các lò ép mật còn tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương với mức thu nhập khoảng 4 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Thu nhập từ nghề ép mật mía đã giúp nhiều người dân ở xã Tân Hương thoát nghèo, có của ăn của để và góp phần tạo nên diện mạo mới cho vùng quê này. Hàng năm mỗi dịp Tết đến xuân về, nhân dân lại tổ chức ép mật mía để phục vụ cho bà con nhân dân trong vùng ăn Tết cũng như khách thập phương qua lại để mua về ăn Tết vui Tết đón xuân. Từ năm nay thì nói chung là cái giá mật mía nó tăng cao, cho nên là đấy là cũng một cái điều phấn khởi cho nhân dân ép mật mía tăng thêm thu nhập và có điều kiện để là vui Tết đón xuân. Trong những ngày vui xuân đón Tết, hầu như gia đình nào cũng mua mật mía về sử dụng. Ngoài làm các loại bánh như bánh ong, bánh trôi, bánh gai để dâng lên bàn thờ cúng ông bà tổ tiên, thì mật mía còn là gia vị không thể thiếu đối với một số món ăn truyền thống. Thường năm hay cứ Tết đến thì gia đình chúng tôi thì năm nào cũng vậy, cứ mua mật mía. Thì mỗi năm chúng tôi mua can 20 lít để dùng trong cả một năm. Còn về để cúng thường của Tết á, thì chúng tôi cứ làm bằng bánh trôi nước, rồi là làm chè, nếp nấu bằng chè để cúng, và số còn lại thì để chúng tôi ngâm mới hoặc là để dùng trong năm. Nghề ép mật mía không chỉ phát triển mạnh ở xã Tân Hương, mà hiện nay tại các xã Kỳ Sơn, Nghĩa Hành, Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ cũng đang phát triển sôi động. Bà con đã và đang tập trung ép mật mía để xuất bán cho khách hàng mọi vùng miền trong và ngoài tỉnh. Mật mía ở Tân Kỳ được tạo ra từ những cánh đồng mía bạt ngàn, trải qua những công đoạn chế biến thủ công, mang theo vị ngọt và hương thơm được chất chiêu từ thiên nhiên, góp phần làm nên những món ăn đặc trưng trong những ngày lễ Tết, để khi thưởng thức nó, chúng ta lại càng thêm nhớ, thêm hương vị của quê nhà. Quả thực xem xong phóng sự vừa rồi, dù chỉ nhìn thấy qua hình ảnh thôi, nhưng Trâm Anh đã cảm nhận được vị ngọt của mật mía ở Tân Kỳ. Và chắc chắn trong món chè cúng gia tiên năm nay của gia đình Trâm Anh và quý vị và các bạn sẽ không thể thiếu được mật mía, phải không ạ? Và tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với không khí tại các cơ sở chế biến, mua bán hải sản ở Quỳnh Lưu. Được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An công nhận vào năm 2009 đến nay là nghề nước mắm Tân An, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, có 80 hộ sản xuất nước mắm chuyên nghiệp và khoảng gần 30 hộ sản xuất nhỏ lẻ. Trung bình mỗi năm, bà con làng nghề sản xuất được gần 2 triệu lít nước mắm và doanh thu đạt gần 4 tỷ đồng. Để có được những giọt nước mắm thơm ngon và dậy mùi hương hấp dẫn, ngay từ đầu năm, các hộ gia đình đã lựa chọn những mẻ cá trồng tươi ngon, mới cập bến, đem về rửa sạch và ướp muối.
sau thời gian từ 8 tháng đến 1 năm là có thể rút nước mắm cốt. Ngay cả chụp ủ cá cũng được các gia đình dùng chum vại sành hoặc thùng phi đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Ông Dương Hà Nam, chủ cơ sở sản xuất nước mắm Nam Nghĩa, xã An Hòa cho biết, để đáp ứng được nhu cầu của khách, hiện nay cơ sở của ông đang khẩn trương đóng chai 200.000 lít nước mắm loại 1 để cho khách hàng từ Vinh, Hà Nội, Thái Nguyên vào lấy bán dịp Tết. Bắt đầu chuẩn bị một thứ nhất là các cái phương tiện để sản xuất lắng lọc, rồi các cái dụng cụ để mà đựng, đó như can, kiếp này, rồi cũng tăng thêm một vài người công nhân nữa. Gia đình như tôi làm hình như suốt ngày suốt đêm luôn, 3 giờ sáng làm cho đến 7-8 giờ đêm, rồi thì phải đưa hàng đến tận nơi cho họ, có những người họ lấy họ lấy. Cùng với sản phẩm nước mắm, hiện nay các cơ sở đông lạnh và các mặt hàng khô trên địa bàn Quỳnh Lưu cũng đang tất bật chuẩn bị hàng chục tấn hàng Tết. Những mặt hàng nổi tiếng gồm cá thu nướng, cá thu một nắng, mực câu khô, mực câu một nắng, cá chỉ vàng, cá chỉ hồng, tôm nõn, cá cơm khô, moi khô đều là những mặt hàng có sản lượng tiêu thụ dịp Tết rất cao, gấp 4 đến 5 lần ngày thường. Hiện nay giá cá chỉ vàng loại 1 là 150.000 đồng một cân, ruốc khô là 80.000 đồng một cân, cá cơm mồm là 300.000 đồng một cân, cá thu nướng 220.000 đồng một cân, cá thu một nắng 200.000 đồng một cân, mực tùy loại dao động từ 400 đến 1 triệu 100.000 đồng một cân. So với giá cả của năm nay thì bình như năm ngoái là ra tháng riêng thì hàng mới tăng, nhưng năm nay là tăng từ tháng trước, từ tháng 11 là vì do nguồn biển không có hàng nên là tăng từ 30.000 đến 50.000 một cân về mực. Còn về cá thì chỉ tăng 20 đến 30 thôi, cá và tôm thì tăng nhẹ, chỉ 20 đến 30.000 một cân thôi. Những năm gần đây, hoạt động chế biến hải sản ở Quỳnh Lưu phát triển mạnh mẽ. Các cơ sở đã mạnh dạn đầu tư hệ thống kho cấp đông, máy móc phục vụ nhằm sản xuất ra các mặt hàng có chất lượng, cung ứng cho thị trường. Riêng trong năm 2016, toàn huyện đã sản xuất được khoảng gần 7.000 tấn hải sản các loại, gồm hải sản khô, cá nướng, cá đông lạnh và 4,7 triệu lít nước mắm, hàng chục tấn ruốc, một sản lượng lớn hải sản được xuất khẩu tươi sống sang thị trường Lào và Trung Quốc, đóng góp vào tổng giá trị sản xuất của địa phương hàng trăm tỷ đồng, góp phần khuyến khích nghề khai thác hải sản của ngư dân vươn xa. Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo thành lập các cái đoàn để kiểm tra về cái đảm bảo an toàn thực phẩm ở các thôn, và đặc biệt tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để cho nhân dân và các cái hộ sản xuất kinh doanh ướp cá đông lạnh để đảm bảo cái nguồn hải sản, đặc biệt cho ngư dân sau khi có cái sản phẩm khai thác về thì đảm bảo các cái mặt hàng để phục vụ cho du khách, để phục vụ cho bà con sau khi về vui xuân đón Tết thì được hưởng các cái sản phẩm hải sản của địa phương đảm bảo an toàn. Dịch an toàn thực phẩm thì hiện nay được người dân đặc biệt quan tâm. Chỉ vì vậy mà các cái cơ sở đông lạnh ở Quỳnh Lưu đã có sự đổi mới hơn trong cái việc đóng gói bao bì sản phẩm, đặc biệt là với cái hình thức là đóng gói bao bì bằng sử dụng túi hình chân không này đã đảm bảo được chất lượng hơn so với cái cách đóng gói truyền thống này. Đây là một cái bước để mà khẳng định được cái thương hiệu về sản phẩm hải sản ở Quỳnh Lưu. Tết Nguyên đán Đinh Dậu đang đến gần, với các loại hàng thủy sản vô cùng phong phú và đa dạng như hiện nay, tin rằng Tết này, người dân sẽ có những thực đơn đa dạng hơn từ những sản phẩm đông lạnh, sản phẩm khô mang hương vị đặc trưng của vùng miền huyện Quỳnh Lưu. Những ngày cuối năm, chợ Tết ở các huyện vùng cao dường như đông vui nhộn nhịp hơn. Người bán, người mua lúc nào cũng tấp nập, tràn ngập trong sắc màu mùa xuân với rất nhiều sản vật bản địa. Và phần cuối của chương trình, quý vị và các bạn hãy cùng phóng viên chúng tôi đến với chợ Tết vùng biên Quế Phong. Chợ thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, những ngày giáp Tết trở nên đông vui, nhộn nhịp hẳn với nhiều mặt hàng đặc trưng. Đó là những cành đào đá đang đua nhau khoe sắc, được đưa xuống từ các bản Mông nằm trên đỉnh núi cao Mường Lống, Nậm Tột, Huồi Sai, Huồi Mới của xã Tri Lễ. Sinh trưởng ở độ cao lớn, thời tiết giá lạnh nên thân cây đào trở nên xù xì, rêu phong. Đa phần, các cành hoa đều hồng thắm, búp hoa to. Chị đến ở Quỳ Hợp, Yên Hợp, Quỳ Hợp. Mỗi năm là Tết đến là chị cứ đi Quế Phong, đều là phải mua những cành đào đá truyền thống của Việt Nam mình. Cứ Tết đến lại thích những cái cành đào cổ, cành đào đá nó đẹp thế này. Mỗi lần là lên Quế Phong để đều mua một cành đào để về để thứ nhất chơi 3 ngày Tết. Năm nào cũng mua đào,
có đào mới thấy là có Tết được. Nó nhất thích đào, là càng đào đá là càng yêu, càng thích đào đá, đào của bên mẹ họ đưa về là càng thích nữa. Không chỉ có những cành đào mông mà còn phải kể đến những loại sản vật của núi rừng được bày bán với số lượng lớn trong dịp Tết. Đó là lợn nít, lợn đen, gà đen, vịt bầu, nếp cẩm, nếp rấy, khoai sọ. Cùng với đó là các mặt hàng mây tre đan như mâm mây, ép xôi và các mặt hàng thổ cẩm như váy áo, khăn piêu, thắt lưng, túi đồ. Ở đây, ngày Tết hàng rất nhiều, đặc biệt là hàng dệt thổ cẩm nên tôi dễ dàng chọn những đồ mình thích. Nên là khoai dù quang phong, khoai áo mùa hay thường mình... Gia đình tôi năm nào cũng nuôi hơn chục con lợn nít nuôi trong trang trại. Cứ mỗi dịp gần Tết, tôi lại đem ra thị trấn bán. Lợn gia đình nuôi chỉ cho ăn cám lúa và chuối nên đảm bảo lượng sạch và chất lượng được nhiều khách hàng lựa chọn. Không khí Tết ở chợ vùng cao Quế Phong có những nét riêng so với đồng bằng và đô thị. Không chỉ là một phiên chợ ngày giáp Tết, mà trong đó còn là sự giao lưu hàng hóa giữa các vùng miền. Và đặc biệt hơn, đây là dịp các sản vật của đồng bào các dân tộc trên địa bàn được hội tụ về đây, tạo nên sắc màu riêng chỉ có ở vùng cao. Chợ vùng cao ngày Tết không chỉ là nơi mua bán, giao thương, trao đổi hàng hóa, mà còn là nơi lưu giữ văn hóa truyền thống, là nơi thể hiện rõ nhất đời sống vật chất và tinh thần của một địa phương, là nơi con người có thể cảm nhận không khí Tết đang đến rất gần. Không khí của chợ vùng cao Quế Phong đã kết thúc trang địa phương của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!